Mình video ngày hôm nay mình sẽ vẽ về bức tranh quả khinh khí cầu để cho các bạn xem. Và các bạn đừng quên ấn like và ấn đăng ký kênh khi xem video của mình. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Để vẽ được bức tranh khinh khí cầu, đầu tiên mình sẽ dùng gốc trời đi phác họa hình dáng của khinh khí cầu. Như vậy là mình đã vẽ xong hình dáng của bức tranh khinh khí cầu. Bây giờ mình sẽ dùng bút chì để đi tô in đậm lại bức tranh mình đẹp hơn. Đi tô in đậm lại đây các bạn, tôi làm sao để cho nét chì mình không đi chặt ra bên ngoài. Chặt ra bên ngoài thì trong bức tranh của chúng ta rất là xấu. Để không bị chặt thì các bạn hãy đi thật chậm. Phần thân của khinh khí cầu. Không mà đừng nhẹ em, không mà đừng nhẹ mà rời ở đây hả? Bảo mày là mình rời đấy rồi, không biết đang quay video à? Mở sẵn sàng sẵn. Thank you.
Như vậy là mình đã vẽ xong bức tranh khinh khí cầu. Bây giờ mình sẽ dùng vải tái đi những nét chế thừa trong bức tranh. Như vậy là mình đã vẽ xong bức tranh khinh khí cầu. Trong quá trình vẽ các bạn thấy hay và đẹp thì hãy cho mình xin một lượt like và lượt đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của